Ok, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là mình đang đứng tại Erie Lake, là hồ Erie, thuộc thành phố Buffalo, New York, thuộc thành phố Buffalo, bang New York của Mỹ này. Mình đang đứng ở cái địa điểm này, nó có mấy cái tàu chiến đẹp lắm này. Có mấy cái ở đây mình thấy có cái tàu ngầm này. Đó, đây có cái tàu ngầm này. À, tàu ngầm đây nha, dài lắm. Rồi phía bên kia có mấy cái thuyền chiến này. Đó, mấy cái thuyền này. Đây mình lại mình xem mấy cái thuyền này. Cái tàu chiến đó. Tàu chiến này. Nhìn ngoài bự lắm nha mọi người. Ở đây là tàu tàu ngầm này. Đây tàu ngầm này. Đó tàu ngầm đó. Tàu ngầm đây. Còn kia là bên trong kia là tàu chiến nha. Đó, đây là bang bang đây là thành phố Buffalo City, bang New York của Mỹ nha. Mình đã phải bay 5 tiếng đồng hồ này. Mình đã phải bay 5 tiếng đồng hồ từ bên Vancouver sang bên này và lái xe 6 tiếng đồng hồ nữa mới tới được thành phố Buffalo này, cực khổ lắm nha mọi người. Đi du lịch cũng khổ lắm, đi du lịch cũng mệt nhọc, tốn tiền mà mệt lắm nha. Đó. Đây là tàu chiến này. Bự quá. It's like a war machine. Very big, huge. Tàu chiến này, không biết là cái tàu này nó không biết cái tàu này là giết chết bao nhiêu người rồi. Đánh chìm bao nhiêu đối phương rồi. Đó, bây giờ người ta nó cũ rồi, người ta khai thác làm điểm du lịch rồi. Đó, bự quá. Đó, tàu chiến nó bự quá. Mình thấy ở ngoài trong phim nhiều rồi, mà bây giờ nhìn thấy cái tàu chiến bự ngoài rồi. Đây có tàu chiến lớn này, ở bên này có cái tàu chiến nhỏ này. The small warship. Yeah. Mọi đi xem à. Ồ, bự quá. Bự quá. Đây đang ở thành phố Buffalo của New York nha. Của bang New York của Mỹ nha. Đó, tàu chiến đó mọi người. Đó. Tàu chiến lớn này, đây là tàu chiến lớn này, còn đây có tàu chiến nhỏ nữa này. Hai cái gần nhau luôn. Ồ, đây có cái có máy bay nữa. Ghê quá. Mỹ là khí tài quân sự ghê quá. Bự quá này. Tàu chiến bự quá này. Đó. Cái tàu này không biết bao nhiêu tiền nữa. Đắt lắm à. Đây là đang ở thành phố Buffalo City của bang New York của Mỹ nha. Cái nước mà cái thuyền mấy cái tàu chiến này đậu là cái nước ở nước này nó sẽ chảy xuống cái thác Niagara đó. Thác Niagara là nó cách đây 30 phút lái xe thôi. À, ở đây có máy bay nữa này. Có mấy cái máy bay này mọi người. Đã chưa? Đẹp quá. Đó, máy bay này. Máy bay quân sự đó. Thấy chưa? US Air Force. Rồi tàu chiến này. Bự quá. Ồ, đây có mấy cái thuyền nữa giống như là. Ồ, có xe tăng nữa này. Có xe tăng này. Không biết mấy cái tàu chiến này giết, không biết là những cái tàu chiến này, máy bay này, xe tăng này nó giết bao nhiêu người rồi, đánh chìm bao nhiêu đối phương rồi, tham chiến ở những vùng chiến tranh nào rồi. Nó bây giờ nó về già nó phải mấy cái thuyền này cho về hưu hết rồi đó. Ghê chưa? Đã chưa? Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người mà tới thành phố Buffalo, bang New York của Mỹ thì nhớ đến cái vị trí này, là cái gọi là khu Erie Lake này, thì ở downtown á thì đẹp lắm. Nhớ ghé cái địa chỉ này nha. Xin chào, bye.